Và quý vị ơi, cái combo này, combo số 24. Combo này tôi quay cho anh Phong Lê nha, cái lon bò cụm đây. Tôi nó hỏi tôi cái vườn này còn cái gì bán không? Đẹp không? Tôi nói chỉ còn có một cây này thôi. Cây này là tuổi đời nó 10 năm rồi. Mà nằm chậu này 5 năm rồi quý vị ha. Thay tới thay lui tôi gọt tới gọt lui hoài, cái đợt này 2 năm rồi tôi chưa thay chậu nữa. Mà nó bông hoài vậy nè quý vị. Đó, cây này 800 ngàn bao cái ship nha anh Phong Lê. Cái này tôi đăng lên đây, ví dụ như anh không mua, người khách khác mua. Cái này cũng chưa có dự định bán gì, có một cây một duy nhất. Nguyên cái vườn tôi làm nghề 20 năm tôi không có để cây gì chơi. Có một cây này lâu đời nhất nè. Tôi cũng không có hy vọng anh mua nó, tại anh muốn người anh điện hoài. Thì tôi quay cho ông thôi ha. Hỏi giá nhiêu tôi nói tôi đưa lên đây rồi coi giá là biết. Có mua được thì mua, không thôi thôi. Không ép nha anh Phong Lê. Tôi đâu có đăng bán đâu, anh yêu cầu tôi quay cho anh vậy ha. Nó có một cây một thôi. Nguyên ngày hôm qua tôi đi chơi không tiền xe ôm thì ăn uống hết 1 triệu bạc rồi. Đi chơi thôi đó. Vậy rồi vậy ha anh Phong Lê. Đó. Anh biết cái cây này lâu đời, tôi ưa, hồi đó tôi quay tôi ưa lên đưa lên hoài á. Đó. Nó không có gì chân. Rồi vậy đi, có chơi Tết được chơi, còn không thì thôi, không có gì hết nha. Đó, không được thì khỏi nhắn tin tôi gì chơi nó công á. Thầy quay lên đây không có để gì mà phải bán cho anh đâu. Quay lên để anh coi, anh xem, anh chiêm ngưỡng đi. Nó hợp năng lượng với anh thì anh ginh nó về, còn không thôi anh Phong Lê. Đó, tôi cũng không có nhu cầu bán cây này. Có mấy trăm ngàn xài rồi cũng hết. Rồi vậy anh Phong Lê. Nhiều khi có quý vị nói trời ơi, cái cây có chút xíu sao 800 ngàn. Giờ cây có không có nói được. Tiền trong túi quý vị tôi đâu có hồi vô lấy được. Giờ tôi bán vậy, anh nào mua được mua, không được thôi ha quý vị ha. Vẫn vui vẻ. Rồi xuống luôn anh Phong Lê ơi. Vậy nha anh ha, 800 nha, rồi xuống luôn. Có một cây duy nhất trong vườn, không còn một cây gì mà nói là để lâu đời chứ. Có cây này 5 năm thôi. Xuống luôn anh ơi.